Trong bộ phim Sống chung với mẹ chồng thì đâu là người phụ nữ bị ghét nhất ạ? Tôi cá là rất là nhiều quý vị khán giả sẽ trả lời đó chính là bà Phương qua sự thể hiện của nghệ sĩ nhân dân Lan Hương, bà mẹ chồng khó tính. Và để thể hiện một cách xuất sắc vai diễn của mình, nghệ sĩ nhân dân Lan Hương đã phải trải qua những khó khăn như thế nào? Hãy cùng nghe chị chia sẻ ngay sau đây. Xin chào nghệ sĩ nhân dân Lan Hương. Chắc hẳn thời gian gần đây thì chị rất là bận rộn bởi vì sự quan tâm đặc biệt của khán giả dành cho nhân vật bà Phương trong Sống chung với mẹ chồng mà chị thể hiện. Tôi đã chuẩn bị tinh thần để đón nhận phản ứng của khán giả ghét cái nhân vật của tôi. Khi ghét thì chắc chắn mọi người sẽ không bao giờ mắc phải những cái lỗi của bà Phương. Chúng ta hướng tới những cái giá trị tốt đẹp hơn. Trong cái suốt cái quá trình đóng vai bà Phương này thì chị đã gặp những cái khó khăn gì? Đây là một bộ phim mà trong quá trình làm là tôi vất vả nhất. Bố tôi phải vào viện, nếu như có một ngày nào đấy không phải quay thì lại vào viện trông bố. Thế sau đó tôi phải đi mổ cấp cứu vì bị đau ruột thừa. Tối thì là bị một con kiến ba khoang nó bò qua mặt này. Thế là cái mặt nó rộp hết cả lên. Đến khi mà nó bị quá nặng, nó phải nghỉ mất mấy hôm. Sau đó thì bố tôi lại mất. Mỗi khi mà tôi khỏe mà tôi có điều kiện cái là cả đoàn làm coi như cật lực để còn giả bối cảnh. Trong cái lúc mà quay cảnh chặt cái con cua mà chặt được một con rồi thì một con nó sống nó cắn cho một cái. Cả đoàn phim lại cứ tưởng là chị đang diễn. Về sau thấy coi như nước mắt chảy ra rồi các bạn mới biết là gỡ nhưng mà không thể gỡ được ra. Cuối cùng phải chặt đứt cái càng con cua đó mới gỡ được tay ra thì nó mới thủng mất cái móng tay. Sau khi mà dọa rất nhiều những cô gái với vai diễn bà mẹ chồng khó tính này thì chị có điều gì muốn gửi tới quý vị khán giả? Nhất là những cô gái đang sợ lấy chồng ạ. Có rất là nhiều bạn nói rằng là tôi quyết tâm rồi sẽ không bao giờ lấy chồng nữa đâu. Cứ lấy chồng, không sao cả. Các bà mẹ chồng hiện nay cũng đã hiện đại hơn rất là nhiều. Khi đi làm dâu, các bạn sẽ thấy nó có những cái khó khăn nhất định. Nhưng trong cuộc sống khi mà ta vượt qua được những cái khó khăn đấy thì ta sẽ có một cái niềm hạnh phúc lớn lao hơn rất nhiều những người mà không phải vượt qua khó khăn mà đã có ngay cái hạnh phúc. Xin cảm ơn nghệ sĩ nhân dân Lan Hương đã tới tham gia chương trình.